Đây. Thì đầu tiên là về vùng nách thì đối với chi trên chi dưới chúng ta không có học xương, không có cần học mô tả chi tiết các cái xương, không có cần mà định hướng xương phải xương trái ha. Chúng ta đi vô thẳng vô cái phần mềm luôn là về vùng nách, vùng cánh tay trong sách đó, vùng nách, vùng cánh tay, vùng cẳng tay. Thì và vùng nách chúng ta cũng không có phải học hết đâu. Dĩ nhiên các bạn có thời gian thì các bạn đọc hết đi, nhưng mà tôi chỉ nói hôm nay là tôi nói cái phần trọng tâm của bài ôn thi. Thì chúng ta sẽ nói về các cái thành của hố nách. Thì hố nách thì nó là một cái nách, thì là cái hố nách thì nó là một cái khoang mà nó có cái hình, người ta có thể gọi nó là hình chóp, nó có đỉnh ở trên á, cái đáy ở dưới, và bốn cái thành. Thì cái thành đó là bốn thành, đó là thành ngoài, thành trong, thành trước, thành sau. Thì mình sẽ xem coi mỗi thành như vậy đó là nó có những cấu trúc gì ha. Thì đầu tiên là cái thành ngoài, thì thành ngoài đó là cái vai, cái cánh tay, cái phần delta của chúng ta đó, thì nó sẽ có cái xương cánh tay và có cái cơ delta và có các cái cơ nó bám trên ở mặt trước xương cánh tay. Người ta coi đây là các cơ về mặt trước xương cánh tay là giới hạn thành ngoài của hố nách. Còn thành trong thì chúng ta cứ giơ cánh tay lên thì chúng ta nhìn thấy cái thành trong chính là cái thành ngực bên. Thành ngực bên là gì? Đó là cái cơ răng trước. Cái này hồi học Y1 học rồi, như vậy chúng ta có thể không biết nó là đâu, cơ nào, không biết nó là cơ răng trước là cơ nào, thôi kệ, chúng ta chỉ cần nhớ tên thôi, chúng ta thi trắc nghiệm mà. Và các cơ gian sườn, nhưng mà cơ gian sườn á, thì không phải tất cả các cơ gian sườn đều tạo nên thành trong của hố nách, mà chỉ là cơ gian sườn 1, cơ gian sườn 2, cơ gian sườn 3, cơ gian sườn 4 thôi. Còn từ năm đó xuống là nó vượt ra khỏi cái vị trí, cái giới hạn của cái hố nách rồi, bỏ. Thành trước chính là cái thành ngực của mình, là gồm có cơ ngực lớn, cơ ngực bé, cơ dưới đòn là cơ nó bám ở rãnh dưới đòn của xương đòn đó, cơ quạ cánh tay là cơ bám từ cái mỏm quạ đến xương cánh tay, mỏm quạ của xương vai. Thành sau thì nhiều cơ hơn, nó rõ ràng là cái bụng nách, cái thành sau chúng ta là nguyên cái bả vai. Thì phía sau các bạn còn nhớ cái xương vai là cái xương xương có hình tam giác, phải không? Xương có hình tam giác. Và ở mặt trước xương vai nó là hố dưới vai, thì nó có cái cơ dưới vai, phải không? Mặt sau xương vai thì là có hố trên vai, hố dưới vai thì có cơ, các cơ trên vai, cơ dưới vai. Ngoài ra thấp xuống dưới nữa thì có cơ, các cơ tròn lớn, cơ tròn bé. Cơ lưng rộng thì chỉ có một phần ở thành sau hố nách, và cơ tam đầu cánh tay là cái cơ ở mặt sau của xương cánh tay. Như vậy thành sau xương cánh tay thì rất là nhiều cơ, nó chủ yếu là các cơ bám trên xương bả vai. Và cơ ở mặt sau xương cánh tay. Có bạn nào vẽ cái gì đây? Bạn chờ một tí, tôi xóa cái này đi. Thì cái hình này, cái hình này là để cho chúng ta minh họa thôi, chứ còn thi thì chúng ta sẽ không có thi những cái hình như thế này. Cái hình này khi mà đưa lên đó, rớt wifi nữa rồi sao. Khi đưa lên đó thì nó sẽ không có thấy được ha, trên in ra cái đề thi đó. Thì đây là cái thành ngoài là cái cơ delta, và trong đây sẽ có xương cánh tay đây, và các cơ mặt trước xương cánh tay cũng kể là thành ngoài của hố nách. Thành trước đây là cơ ngực lớn nè, cơ ngực lớn thì các cơ ngực lớn này chúng ta thấy cơ ngực bé nè, đây là cơ dưới đòn đó, cơ dưới đòn. Còn thành trong là cái chỗ này là các cái cơ răng trước nè, bật cái cơ này lên thì chúng ta sẽ thấy các xương sườn và bốn cái cơ gian sườn từ 1, 2, 3, 4 là người ta kể là thành trong hố nách. Và thành sau của hố nách các bạn thấy sẽ có một khối cơ đây. Khối cơ mà nó bám ở mặt trước và mặt sau xương vai. Rồi có cơ lưng rộng.
Rồi các cơ tam đầu cánh tay là cơ mặt sau xương cánh tay. Vậy chúng ta nhắc lại ha, bốn thành của hố nách: thành trước, thành sau, thành trong, thành ngoài. Bây giờ trong hố phần bài, cái phần nách này á, chúng ta còn nói đến một cái cấu trúc cũng khá là quan trọng và tương đối phức tạp, đó là đám rối thần kinh cánh tay. Thì đám rối thần kinh tay chúng ta phải xem cái cấu tạo của nó là gồm là những cái gì. Cấu tạo của nó là từ cái dây thần kinh gai sống, từ cổ, dây cổ 1, cổ 4 cho đến ngực 1. Như vậy chúng ta sẽ có cổ 4, cổ 5, cổ 6, cổ 7, cổ 8. Nhớ là dây thần kinh gai sống cổ thì có tới 8 dây lận nha. Mặc dù chỉ có 7 đốt sống cổ nhưng tới 8 dây thần kinh gai sống cổ lận. Thì cổ 8 rồi ngực 1, vậy là chúng ta có 4, 5, 6, 7, 8, ngực 1 là tới 6 rễ, 6 dây thần kinh gai sống. Thì các cái ngành trước của dây thần kinh gai sống này nè, từ cổ 4 đến ngực 1 á, nó sẽ tham gia tạo nên cái đám rối thần kinh cánh tay. Em không nghe âm thanh. Bạn Lại Thị Nhung nè, có nghe âm thanh không? Tại vì tôi không thể nào giúp tất cả được, nếu mà có nghĩa là nếu mà có bạn nào nghe rồi đó, có bạn nghe nghe rõ nè, thôi thì có bạn nghe rồi thì có nghĩa là âm thanh ở đây là bình thường. Còn cái chuyện mà các cái có bạn nào đó trong nhóm trong lớp mà không nghe thì có thể là do thiết bị của bạn, thì tôi đâu có giúp được. Nếu mà có thì cái bên bộ phận công nghệ thông tin người ta đang theo dõi đây, người ta có thể giúp. Chà ơi, bây giờ nó lại ra cái màn hình nó bị không có điều khiển, mở rộng cái tin nhắn lên rồi. Rồi, cổ 4 đến ngực 1 là có 6 dây thần kinh gai sống ha. Thì nó sẽ cấu tạo lần lượt như thế này, nó sẽ ra đưa ra. Thì từ cổ 4, cổ 5, cổ 6, cổ 7, cổ 8 đến ngực 1, nó đầu tiên nó sẽ tạo nên thân. Tạo nên các thân của đám rối thần kinh cánh tay, đó là thân trên, thân giữa và thân dưới. Sao kỳ vậy nè. Các bạn chờ một tí nha, cái màn hình của tôi nó mở rộng cái phần tin nhắn ra. Chờ chút tôi vô lại nha. Rồi. Đầu tiên thì từ nó trục trặc quá. Từ cổ 4 đến ngực 1 ha. Nó cho ra đó, nó sẽ tạo nên thân trên, thân giữa, thân dưới. Rồi mỗi một thân như vậy nó sẽ tới chia ra thành hai ngành, ngành trước và ngành sau. Ngành trước và ngành sau, vậy chúng ta có thân trên đó thì sẽ có thân trên, ngành trước của thân trên, ngành sau thân trên, ngành trước của thân giữa, ngành sau thân giữa, ngành trước của thân dưới, ngành sau của thân dưới.
Như vậy là có ba ngành trước, ba ngành sau. Từ các cái ngành đó đó thì nó sẽ tạo nên, kết hợp nó tạo nên ba bó, là bó ngoài, bó trong và bó sau. Thì thông thường người ta nói đến dây thần kinh gai sống, dây thần kinh đám đốc kinh tài ta từ nói bó ngoài, bó trong, bó sau trở đi. Nhưng mà khi các bạn học bài, các bạn phải học lên tới cái trên này luôn. Bó ngoài thì nó cho ra cái gì? Nó cho ra thần kinh cơ bì, rễ ngoài thần kinh giữa. Bó trong thì nó cho ra rễ trong thần kinh giữa. Thì rễ trong thần kinh giữa, rễ ngoài thần kinh giữa, hai thằng này nó sẽ hợp lại nhau thành dây thần kinh giữa. Bó trong còn cho ra thần kinh bì cánh tay trong, thần kinh bì cánh tay trong và thần kinh trụ. Bó sau thì cho ra hai dây là dây thần kinh quay và dây thần kinh lách. Đó, thì đám rối thần kinh cánh tay chúng ta cuối cùng chúng ta sẽ, nó cho rất là nhiều dây khác nữa, dây ngắn ngắn để nó vận động hoặc nó đến trực tiếp từ cái cơ đó, thì chúng ta không có bàn, chúng ta chỉ nói đến các dây thần kinh mà nó đến chi trên thôi. Thì cuối cùng đám rối thần kinh cánh tay nó cho chúng ta là thần kinh cơ bì, thần kinh giữa, thần kinh bì cánh tay trong, thần kinh bì cẳng tay trong, thần kinh trụ, thần kinh nách và thần kinh quay. Nha. Như vậy thì khi nói đến một dây thần kinh nào đó, chúng ta phải biết nguồn gốc nó xuất phát từ bó nào. Thì đó là cái cấu tạo của đám rối thần kinh cánh tay, và đây là cái hình ảnh cho chúng ta cái minh họa lại một lần nữa, tại vì nó hơi rắc rối. Thì đầu tiên chúng ta thấy là cổ 4, cổ 5, cổ 4, cổ 5, cổ 6, cổ 7, cổ 8 và ngực 1. Đó là các dây thần kinh gai sống của chúng ta. Thì các bạn nhìn thấy là cái dây cổ 4 nè, nó cho cái nhánh kết hợp với cổ 5 và cổ 6, nó tạo nên cái thân trên. Đúng không? Rồi cái dây cổ 7 á, dây cổ 7 của nó một mình nó nè, nó tạo nên cái thân giữa. Ha. Còn cái cổ 8 nè, nó kết hợp với ngực 1, nó tạo nên cái thân dưới. Như vậy khi ta nói là thân trên của đám rối thần kinh cánh tay sẽ được hợp bởi các dây thần kinh gai sống nào, là chúng ta trả lời là cổ 4, cổ 5, cổ 6. Hoặc là người ta hỏi dây thần thân giữa của đám rối thần kinh cánh tay sẽ được hình thành từ các dây thần kinh gai sống nào, thì chúng ta nói là dây cổ 7. Đúng không? Đó là cái cách hỏi như vậy. Và mỗi một thân là thân trên, chúng ta thấy nó cho ra ngành trước đây và ngành sau đây. Thân giữa cũng cho ngành trước nè, ngành sau nè. Thân dưới cũng cho ra ngành trước nè, ngành sau nè. Đó. Vậy chúng ta sẽ có 6 ngành nè. Một ngành trước, hai ngành trước, ba ngành trước. Một ngành sau, hai ngành sau, ba ngành sau. Thì chúng ta thấy ba cái ngành sau của cả thân trên, thân giữa và thân dưới, nó hợp lại và nó tạo thành cái bó sau. Còn ngành trước của thân trên và thân giữa nó hợp lại tạo thành bó bó ngoài. Và ngành trước của một mình thân dưới thì nó tạo thành cái bó trong. Đó là ba bó ha, từ các cái dây, các cái ngành của các cái thân nó ra. Rồi từ cái bó ngoài nó sẽ cho ra dây thần kinh cơ bì, rễ ngoài kinh giữa. Bó trong nè, nó cho rễ trong kinh giữa nè, vậy thì đây là dây thần kinh giữa ha. Đây là thần kinh trụ của bó trong, thần kinh bì cẳng tay trong của bó trong, thần kinh bì cánh tay trong của bó trong. Và đây là bó sau thì nó cho ra cái dây mà chạy dọc xuống, đây là dây thần kinh quay và cái dây bên đây là dây thần kinh nách. Thì đó là đám rối, cấu tạo của đám rối thần kinh cánh tay. Thì ngay chỗ này đây á, thì nó rất khá là rắc rối và chúng ta phải chịu khó mà học và kỹ học cho thuộc. Tiếp theo là động mạch đất. Thì động mạch nách á, bản thân của nó đó, cái nguồn gốc xuất xứ của nó là chính là động mạch dưới đòn. Thì cái động mạch dưới đòn khi nó đi qua ngay cái khe, nằm cái khe mà giữa cái xương sườn một và xương đòn á, chui qua cái khe đó là ngay phía sau cái điểm giữa của xương đòn luôn đó, thì nó khi đi đến vị trí đó người ta gọi nó là động mạch nách, hay là nói cách khác là nó sẽ đổi tên thành động mạch nách. Ha. Động mạch dưới đòn là chính là cái động mạch nách chính là động mạch dưới đòn.
đổi tên khi đi qua điểm giữa bờ sao Sơn Đòn. Và khi nó đến cái điểm ở bờ dưới tương ứng vị trí bờ dưới cơ ngực lớn thì lúc này động mạch nách coi như chấm dứt cái tên thôi, và người ta gọi nó là động mạch cánh tay. Như động mạch nách, động mạch dưới đòn, động mạch nách, động mạch cánh tay là một, nó đi liên tục nhưng mà từng cái đoạn khác nhau, người ta gọi tên nó khác nhau. Thì động tên mà động mạch nách là tương ứng từ cái điểm mà khe sườn đòn, là giữa xương sườn và xương đòn, đến bờ dưới cái ngực lớn. Đó là cái tên, cái nguồn gốc hay là cái nguyên quỹ của động mạch nách. Đây là cái động mạch dưới đòn. Nhưng mà khi đi qua điểm này trở trở đi thì ta gọi nó là động mạch nách, là cái vị trí tương ứng của nó là với cái mũi tên đen này. Cái cơ ngực lớn là cái cơ nó sẽ bám từ đây lên xuống nè. Đó, đây ta cắt ra nè. Thì nó đến cái vị trí khoảng chừng này là lúc này nó được gọi là động mạch cánh tay. Thì để mô tả cái đường đi của cái động mạch nách đó, người ta mới dựa vô một cái cơ, đó là cơ ngực bé. Cơ ngực bé này á, nó bắt chéo qua phía trước cái động mạch nách, hay nói cách khác là động mạch nách nó chui ra phía sau động mạch, chui ra phía sau cái cơ ngực bé. Như vậy thì nó sẽ có một cái đoạn, nó có một cái đoạn bị cơ ngực bé che che phía trước, đúng không? Thì vì vậy người ta mới chia động mạch nách thành ba đoạn, là đoạn trên cơ ngực bé, có nghĩa là cái đoạn này động mạch ngực nách, động mạch nách đó, nó còn trống, nó chưa có bị cơ ngực bé che. Sau khi nó chui qua phía sau cơ ngực bé thì cái đoạn đó người ta gọi là đoạn sau cơ ngực bé. Và khi nó chui ra khỏi cái cơ ngực bé thì người ta gọi là đoạn dưới cơ ngực bé. Như vậy nói tóm lại, động mạch nách được chia thành ba đoạn dựa vô cơ ngực bé. Đây là cơ ngực bé. Ha, rõ ràng thì các bạn thấy động mạch nách nè, ngay từ điểm giữa bờ sao, bờ điểm giữa xương đòn này đó, kéo xuống cho tới cơ ngực lớn là tuốt dưới đây ha, tuốt dưới khoảng này ha. Thì như vậy nó có cái đoạn bị cơ ngực bé nó che phía trước, do đó đoạn đây là đoạn trên cơ ngực bé, đây là đoạn sau cơ ngực bé, và đây là đoạn dưới cơ ngực bé. Đó là nói về đường đi và cái liên quan đối với cơ ngực bé. Và trên đường đi như vậy thì động mạch nách nó sẽ cho 6 nhánh. Thì có những cái nhánh nó xuất phát trước khi nó chui vô cơ ngực bé, có nghĩa là nó xuất phát trên cơ ngực bé. Thì trên nó có những cái nhánh như sau. Thứ nhất á, là động mạch ngực trên. Động mạch này nó xuất phát từ cái đoạn trên cơ ngực bé. Thứ hai là động mạch cùng quay ngực, là động mạch này đây. Động mạch này nó có thể xuất phát ở vị trí trên cơ ngực bé, cũng có khi nó xuất phát thấp hơn là sau cơ ngực bé, là nó xuất phát đoạn thứ nhất hoặc đoạn thứ hai. Và cái đoạn động mạch này nó cho 4 nhánh, là nhánh ngực nha, nhánh ngực, nhánh cùng vai là cái nhánh đi ra cái mõm cùng vai, nhánh đòn lên đây, đi 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 lên nhánh đòn, và nhánh delta là nó nhánh đi đi ra cái vùng delta. 4 nhánh động mạch cùng vai ngực có 4 nhánh. Thì nói tóm lại là cái động mạch thứ hai của động mạch nách là cho ra 4 nhánh nhỏ hơn. Động mạch thứ ba là động mạch ngực ngoài. Động mạch ngực ngoài thì xuất phát ở đây, đây là mạch ngực ngoài, nó xuất phát ngay ở cái đoạn mà phía sau cơ ngực bé, tức là đoạn thứ hai xuất phát sau cơ ngực bé. À, như vậy nếu người ta hỏi cái động mạch nào thì xuất phát ở cái đoạn sau cơ ngực bé của động mạch nách, thì chúng ta, nếu người ta kể có liệt kê động mạch ngực ngoài thì chúng ta chọn ngay động mạch ngực ngoài, thì đó là chắc chắn là nó xuất phát sau cơ ngực bé rồi. Còn cái động mạch cùng vai ngực có thể là ở trên, có thể là sau đó, thì người ta sẽ có cách hỏi khác để chúng ta nhận diện ra. Đó là ba động mạch ha. Còn động mạch thứ tư, động mạch thứ tư của động mạch nách á, là động mạch dưới dai, là động mạch này, thì là nó xuất phát là ở đoạn dưới cơ ngực bé. Dưới cơ ngực bé tức là này, sao bạn nào chat để hỏi gì tôi có phải coi lại cái tin nhắn của các bạn coi.
Nước uống phượng. À, bây giờ á, các bạn hạn chế cái vụ mà chat chat ấy ở đây đi. Thứ ba một là có giờ giải lao, hai là cuối giờ. Tại vì các bạn lấy về tôi tưởng đâu là cái tin gì quan trọng á, tôi phải mở ra tôi coi nó bị gián đoạn ha. Chúng ta đang nghe bài, chúng ta đi hỏi rồi kêu là lập group gặp đôi này nọ, cái chuyện đó cái chuyện không phải làm ngay lúc này. Mỗi lần lấy vậy là cái màn hình này nó bị đấy, tôi lật lại rất là khó. Tại mình sử dụng có một cái màn một cái màn hình cho mọi thứ mà. Rồi. Động mạch dưới dài là cái động mạch lớn nhất trong sáu cái động mạch, sáu cái nhánh của mạch nách. Thì mạch dưới da nó khi nó xuống thì nó sẽ cho một cái nhánh quật ngược lên trên, tôi gọi là nó động mạch mũ vai, và cái động mạch chạy dọc xuống dưới tôi gọi là động mạch ngực lưng. Có bạn hỏi là có nguyên dạy nguyên có hỏi nguyên bấm tận không á, các bạn coi cả lúc mà tôi dạy tôi có nói tôi có dạy không ha. Cái đó thì tự mình ấy ra đi, nếu mà chúng ta học kỹ, chúng ta muốn học muốn 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 tìm hiểu kỹ thì chúng ta có thời gian chúng ta học. Đó, cả về bài là dạy trên ôn thi là dạy trọng tâm mà, thì trọng tâm thì các bạn tự suy luận hồi nãy giờ thấy có cần dạy hay không, cần học hay không. Động mạch mũ cánh tay sau và động mạch mũ cánh tay trước, hai động mạch này có thể kể một lúc luôn các bạn, bởi vì nó xuất phát rất là gần nhau, một cái chạy qua phía sau cổ phẫu thuật xương cánh tay và cái chạy phía trước cổ phẫu thuật xương cánh tay. Đó thì cả hai động mạch này, động mạch mũ cánh tay trước và mũ cánh tay sau cũng xuất phát từ cái đoạn mà sau khi qua khỏi ngực bé, và kể cả động mạch dưới vai luôn là xuất phát đoạn dưới cơ ngực bé nha. Chỉ có cái động mạch là ngực ngoài đó là động mạch chắc chắn là xuất phát ở sau cơ ngực bé. Động mạch ngực trên là cái đoạn nó xuất phát chắc chắn ở đoạn trên cơ ngực bé, còn động mạch cùng quay ngực là có thể đoạn trên hoặc là sau cơ ngực bé. Bây giờ nói về động mạch nách, chúng ta cũng chú ý là cái những cái chỗ nối là vòng nối động mạch nách, là động mạch nách nó sẽ nối với động mạch ở phía trên nó là động mạch dưới đòn, và nối với động mạch ở dưới nó là động mạch cánh tay bằng những cái nhánh ha. Chúng cho những cái nhánh nối với nhau như vậy nó có cái giá trị là khi mà cái chỗ nào nó bị tắc á của động mạch á thì có thể nó đi qua dòng qua những cái nhánh nối đó để đi tiếp tục đi xuống đó. Thì trong trường hợp tắc mạch hoặc là trong trường hợp người ta phẫu thuật, người ta làm người ta muốn ta thắt cái động mạch thì máu vẫn có thể lưu thông được mặc dù yếu hơn. Thì dòng nối đó đó là cái dòng nối quanh da, có nghĩa là động mạch nách nó nối với động mạch dưới đòn, mà cái chạy cái các cái vị trí nhánh nối nó nằm quanh cái xương bả vai, quanh cái vai. Cái dòng nối quanh ngực cũng nối với động mạch dưới đòn bằng những cái nhánh nối quanh cái ngực của chúng ta, và dòng nối quanh xương cánh tay do cái nhánh của động mạch nó nối với cái động mạch cánh tay sau của động mạch cánh tay. Thì chúng ta xem các cái dòng nối như sau. Thì đây nè, thí dụ như là đây là cái xương vai, thì dòng nối là dòng nối quanh vai nè. Thì các bạn thấy một cái nhánh từ động mạch ngực trên, động mạch trên vai của động mạch dưới đòn á, nó cho cái nhánh nè. Và các bạn thấy động mạch dưới vai của động mạch nách nè, hai thằng này nó nối nhau. Như vậy thì lỡ mà thí dụ nó tắc mạch ở đây thì máu sẽ chảy theo cái động mạch trên da của mạch dưới đòn, nó vòng qua cái động mạch dưới da của động mạch nách và nó tiếp tục đi xuống cấp máu tiếp. Đó là cái dòng nối nó có ý nghĩa như vậy. Còn cái dòng nối này các bạn nhìn đây, thí dụ như cái hai động mạch này là động mạch mũ cánh tay trước, mũ cánh tay sau của động mạch nách, và đây là cái nhánh của động mạch đây là động mạch cánh tay sau của động mạch cánh tay.
Thì cái đoạn này nó có thể nói qua được là quanh xương cánh tay nè. À, còn như này nói nè. Như vậy thì thí dụ như tắc chỗ này thì máu chảy theo động mạch mũi cánh tay trước mũi cánh tay sau, nó vòng qua cái chỗ vòng nối này để nó xuống dưới cái động mạch cánh tay đi tiếp. Nhưng mà lưu ý có một chỗ như này và trong sách người ta cũng ghi rất là rõ ngay chỗ vị trí này. Là dòng nối quanh da, dòng dòng nối quanh ngực cái trên này nữa. Thì ngay chỗ cái vị trí này nè là cái dòng nối đó từ cái động mạch, từ cái vùng quanh da, vùng quanh ngực đó, nó chỉ chạy lẩn quẩn ở trên này thôi. Nếu như tắc ngay chỗ này, tắc ngay cái vị trí phía trên động mạch mũ cánh tay trước và động mạch mũ cánh tay sau, tắc ở đây thì máu sẽ chạy tới đây và nó theo cái động mạch dưới da, nó là dòng lên trên nữa, nó lẩn quẩn ở đây, nó không thể nào để thoát xuống đây được. Nghĩa là cái dòng nối phía dưới này nè, nó không có thông nối với lại cái dòng nối phía trên được. Cho nên nếu mà có cái sự tắc nghẽn ha, hay là chúng ta cố tình chúng ta kẹp cái mạch máu ngay dưới động mạch dưới vai và trên động mạch mũ cánh tay trước, mũ cánh tay sau, hay là nói tóm lại là các động mạch mũ cánh tay ngay vị trí này, nếu mà kẹp hay là thắt hay là tắc mạch chỗ này rất là nguy hiểm, bởi vì nó không đi xuống dưới tiếp tục được ha. Đó là dòng nối quanh da, dòng nối quanh cánh tay, quanh xương cánh tay, và đây là dòng nối quanh ngực. Thì đây là những cái nhánh của động mạch nách đó, và đây là cái nhánh của động mạch dưới đòn, thì nó nối quanh cái ngực, nó tạo nên cái dòng nối quanh ngực, là có nghĩa là dòng nối này cũng nối giữa động mạch nách và động mạch cánh tay, động mạch dưới đòn. À, đây là cái chỗ tắc nguy hiểm mà ngay phía trên dòng nối quanh cánh xương cánh tay, hay là ngay phía trên động mạch mũi cánh tay trước, mũi cánh tay sau, và ngay phía dưới động mạch dưới dài. Nếu mà lỡ người ta thắt á, thì đừng có thắt ngay phía dưới động mạch dưới dài, nếu mà cần lắm thì thắt trên luôn, trên động mạch dưới dài luôn. À, để chi? Để cho máu nó chảy qua cái nhánh này, nó quanh cái xương dai này để nó tiếp tục đi xuống, nhờ động mạch dưới dai này đi xuống. Rồi, đó là bài giờ nách, bài cánh tay. Thì cánh tay, một cái vùng cánh tay thì tiếp theo cái vùng nách. Thì trong cánh tay thì nó có xương cánh tay, hai cái giác giang cơ, nó chia cánh tay thành vùng cánh tay trước và vùng cánh tay sau. À, thì chúng ta đi lần lượt vùng cánh tay trước và vùng cánh tay sau. Cánh tay trước thì nói về cơ á, thì sẽ có cơ, ba cơ là cơ như đầu cánh tay, cơ quạt cánh tay. Các cơ này nó làm động tác chung là gấp cái khuỷu và khép cái cánh tay vào trong, chi phối bởi hay là vận động. Các cơ này đều được vận động bởi dây thần kinh cơ bì. Thần kinh cơ bì là cái thần kinh mà nó tách từ cái bó ngoài của đám rối thần kinh cánh tay đó. Xin lỗi, giới thiệu cái hình. Thì đây là cái dùng cái cánh tay mà người ta cắt ngang qua, cánh tay phải cắt ngang qua, xong người ta mới nhìn từ dưới nhìn lên. Thì đây là xương cánh tay, và đây là giác giang cơ trong, đây là giác giang cơ ngoài, và toàn bộ đây là dùng cánh tay trước và đây là dùng cánh tay sau. Thì ở cánh tay đó, ngoài ba cái cơ thì có một cấu trúc chúng ta cũng cần chú ý, đó là cái ống cánh tay. Ống cánh tay là một cái khoang, nó đi dọc theo cái mặt trong của cái cánh tay, và trong đó nó sẽ chứa các cái thành phần quan trọng, đó là mạch máu và thần kinh. Thì ống cánh tay đó nó là một cái khoang có hình gần như là hình tam giác, vì nó dài xuống cho nên ta gọi nó là hình lăng trụ tam giác. Ở phía trước nó là các cái cơ dùng mặt trước cánh tay, ví dụ cơ nhị đầu cánh tay, cơ cánh tay đó, cái cơ nãy ở mặt trước cánh tay đó. Phía sau nó là cái giáp giang cơ trong, và phía trong nó là rất là nông, đó là chỉ là da và tổ chức dưới da thôi. Chúng ta xem lại cái hình ở bên phía trước thì chúng ta thấy đây là ống cánh tay nè, thấy không? Như vậy thì ống cánh tay đây chúng ta thấy nè, mặt trong nó rất là nông, chỉ có da, tổ chức dưới da thôi, không có cơ gì che phủ hết. Còn phía trước nó mới là cái
cơ, và đây là ở sau nó là chính là cái giáp giang cơ trong. Đó là cái giới hạn ống cánh tay. Thì trong đây nó sẽ có động mạch cánh tay, thần kinh giữa. Dĩ nhiên động mạch cánh tay sẽ đi cùng với hai tĩnh mạch cánh tay, rồi thần kinh trụ. Thần kinh trụ thì nó đi ở đầu, lúc đầu nó đi trong ống cánh tay, nhưng mà sau đó thì nó chọc ra cái phía sau. Về các thành phần mạch máu và thần kinh ở trong ống cánh tay đó, thì nó sẽ có động mạch cánh tay. Đây là động mạch chính. Thì động mạch cánh tay nó cho một cái nhánh là đi ra phía sau và để chui vô, đi vô trong rãnh thần kinh quay của cánh tay, thì động mạch đó có tên là động mạch cánh tay sâu, để cấp máu cho cái cơ tam đầu cánh tay ở phía sau. Rồi nó cho hai nhánh bên là động mạch bên trụ trên và động mạch bên trụ dưới. Cuối cùng động mạch cánh tay đi xuống dưới đít khuỷu khoảng 2 đến 3 cm, thì chia làm hai nhánh là động mạch quay ở phía ngoài và trụ ở phía trong. Thần kinh. Về thần kinh thì ở vùng cánh tay nó có các dây thần kinh như sau. Thứ nhất là thần kinh giữa. Thì thần kinh giữa là nó đi ở vùng cánh tay, nhưng mà nó không có cho một cái chức năng, một cái công việc gì á, cái vai trò gì ở cánh tay cả, nó chỉ đi trong ống cánh tay thôi. Và lưu ý là thần kinh giữa ban đầu khi nó mới hình thành á, nó từ rễ trong và rễ ngoài, đúng không? Nó có hai rễ là rễ trong là xuất phát từ quả trong, rễ ngoài xuất phát từ quả ngoài. Hai rễ này nhập lại hình thành cái dây thần kinh giữa. Thì khi nó mới hình thành đoạn đầu tiên thì nó nằm ở phía ngoài, ban đầu ở ngoài động mạch nách, sau đó đi xuống dưới thì động mạch nách đổi thành động mạch cánh tay, thì cái thần kinh giữa nó dẫn ở phía ngoài động mạch cánh tay. Nhưng mà khi đi xuống khoảng giữa cánh tay đó, thì cái động mạch, cái thần kinh giữa này nè, nó lại đi vào trong, nó đi nó lật vào phía trong cái động mạch cánh tay, nghĩa là nó từ đang ở ngoài ha, nó muốn đi vào trong, nó phải chéo ra phía trước của cái động mạch cánh tay để nó đi vào trong. Như vậy thì khi xuống dưới cánh tay mà xuống cái đoạn dưới, thì cái thần kinh giữa lúc này là ở phía trong động mạch cánh tay. Như vậy thì thần kinh giữa so với động mạch cánh tay nó chỉ có ba vị trí. Một là ban đầu nó ở ngoài động mạch cánh tay, ngay chỗ vị trí nó bắt chéo động mạch cánh tay thì nó bắt chéo phía trước. Và ba là sau khi nó bắt chéo xong nó xuống dưới thì nó đi vào trong cái động mạch cánh tay, nhớ nha. Bên thứ hai đó là dây thần kinh trụ. Thần kinh trụ thì thần kinh trụ nó ở trong ống cánh tay có một đoạn thôi, và nó sẽ dập chọc qua cái giáp giang cơ trong, là chọc qua cái thành sau của bánh tay, và nó đi ra phía sau, là nó lọt ra ngoài khỏi giống bánh tay và đi ra phía sau. Do đó khi chúng ta thấy xuống dưới cái mõm khuỷu và mõm trên là cầu trong á, cái chỗ mà chúng ta hay tán vô cạnh bàn hay tê á, thì lúc đó thần kinh trụ nó ra đó rồi, nó ra sau rồi nha. Vậy thần kinh trụ là thần kinh nó không đi trọn vẹn trong bánh tay, mà nó phải chọc ra phía sau ở đoạn dưới. Và thần kinh trụ cũng giống như thần kinh giữa, nó đi ở cánh tay thôi chứ nó không làm nhiệm vụ gì ở cánh tay cả, nó không làm nhiệm vụ gì hết. Thứ ba, ở cánh tay chúng ta phải nói đến nó dây thần kinh cơ bì. Dây thần kinh cơ bì là thần kinh tách từ bên ngoài, nó có một cái đặc điểm là nó xuyên qua cơ quả cánh tay, và nó làm cái vai trò là cảm giác ở mặt ngoài của cánh tay xuống dài xuống cái cẳng tay, và đặc biệt nó vận động cho tất cả các cơ dùng cánh tay trước. Mà cơ dùng cánh tay trước hồi nãy chúng ta học rồi, đó là chúng ta nói rồi, đó là cơ nhị đầu cánh tay, cơ cánh tay và cơ quả cánh tay. Đây là cái vai trò cảm giác của cơ bì nữa. Rồi còn hai cái dây cũng xuất hiện ở vùng cánh tay đó, dây thần kinh làm nhiều cảm giác hay nằm ở mặt trong cánh tay, đó là thần kinh bì cánh tay trong và thần kinh bì cẳng tay trong, chỉ làm nhiệm vụ cảm giác nha. Vùng cánh tay sau là cái vùng mà nó nằm ở mặt sau xương cánh tay và phía sau hai cái giáp giang cơ trong và giáp cơ cơ ngoài, đúng không? Và nó chỉ có một cơ thôi, chúng ta sao chỉ có một cơ, đó là cơ tam đầu cánh tay. Và nó cũng chỉ có một động mạch thôi, đó là nhánh
của động mạch cánh tay. Thì động mạch đó có tên là động mạch cánh tay sau, nãy nói rồi, và có một dây thần kinh thôi, đó là dây thần kinh quay. Như vậy thì cái thần kinh quay này sẽ là dây thần kinh làm nhiệm vụ vận động cho cơ này luôn nha. Vậy dùng cánh tay sau rất là đơn giản, đó là một cơ, một mạch máu và một thần kinh. Nhưng mà dùng cánh tay sau á, thì chúng ta cần lưu ý những cái cấu trúc như thế này, rất là đặc biệt. Thì đây là cái xương bả vai mà chúng ta nhìn từ ở mặt sau, và là xương bên trái, đây là cánh tay nè, và đây là cái xương vai chúng ta, cái gai dài này. Thì cái cơ này là cơ dưới gai, cơ dưới gai. Thì chúng ta thấy dưới cơ dưới gai chúng ta thấy có hai cái cơ này, gọi là cơ tròn bé và cơ tròn lớn. Hai cái cơ này nó xếp đó, nó không có khít với nhau, và nó để là hở một cái vùng trống như này. Cái khoang này người ta gọi là ta lỗ tam giác các cơ tròn, là tam giác này được hình thành từ cơ tròn bé và cơ tròn lớn, đúng không? Tam giác nó dài đây nè, đó, tam giác các cơ tròn. Rồi cái đầu dài của cơ tam đầu cánh tay nó chạy lên, nó đi ngang qua tam giác cái cơ tròn đi, xong nó mới chia cái tam giác này thành hai cái lỗ. Ở phía ngoài là lỗ tứ giác, lỗ phía trong là lỗ tam giác, và lỗ tam giác này ta gọi là lỗ tam giác dai tam đầu ha, lỗ tam giác dai tam đầu. Thì cái lỗ tứ giác này nó có cái thần kinh nách với động mạch mủ cánh tay sau, nó chui qua cái lỗ này. Còn lỗ tam giác dai tam đầu thì nó có cái động mạch mủ dai. Động mạch mủ dai là cái nhánh của động mạch dưới dai, nãy chúng ta coi là động mạch nách, nó có hai cái, nó có cái động mạch rất là lớn, nhánh lớn 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 nhất đó là động mạch dưới dai. Rồi dưới dai nó đi xuống rồi xong nó cho một nhánh quật ngược lên, thề quật ngược trở lên, thì đó, cái nhánh mà quật ngược lên đó là động mạch mủ dai, và nó chui qua cái lỗ tam giác dai tam đầu này. À, ngoài ra còn chú ý một cái nữa là khi cái đầu dài cơ tam đầu cánh tay á, nó đi lên vậy thì nó giới hạn với lại cái cơ tròn lớn nè, với lại cái xương cánh tay nè, cánh tay nó bị có phần cơ che nè, thì nó tạo nên cái lỗ tam giác nữa. Thì lỗ tam giác này người ta gọi là lỗ tam giác cánh tay tam đầu, tam giác cánh tay tam đầu, hay là lỗ tam giác cánh tay tam đầu đều đều được, nói sao cũng được. Thì qua cái lỗ tam giác cánh tay tam đầu, chú ý là nó có cái thần kinh quay và động mạch cánh tay sau nó chui qua. Như vậy thì ở cái phần dùng cánh tay sau này, chúng ta chú ý cho ba cái lỗ này. Ba lỗ này nó được hình thành từ những cái gì? À, thí dụ như hỏi lỗ tam giác dai tam đầu thì nó được hình thành bởi hai cái cơ tròn lớn, cơ tròn bé và đầu dài cơ tam đầu cánh tay. Còn lỗ tứ giác này được hình thành bởi gì? Xương cánh tay, cơ tròn lớn, cơ tròn bé và đầu dài cơ tam đầu cánh tay. Lỗ tứ giác phải có bốn cạnh chứ. Còn lỗ tam giác cánh tay tam đầu được hình thành từ đầu dài cơ tam đầu cánh tay, cơ tròn lớn và xương cánh tay. Và phải chú ý là qua mỗi cái lỗ như vậy có những cái cấu trúc gì đi qua, phải học đó. Đây là các cái cấu trúc người ta mô tả, người ta biểu minh họa là nó đi qua các cái lỗ đó nè, à, đi qua lỗ đó nè. Thì các cái lỗ, thứ nhất là cái đây, lỗ tam giác cánh tay tam đầu trước đi, là động mạch cánh tay sau và thần kinh quay nè, và cánh tay sau và thần kinh quay nó chui qua. Còn đây là cái lỗ tam giác dai tam đầu, chúng ta chỉ có động mạch mủ dai nó chui qua thôi. Còn đây là lỗ tứ giác thì có thần kinh nách và động mạch mủ cánh tay sau chui ra. Đây, động mạch mủ cánh tay sau nè, nó vòng quanh cổ phẫu thuật xương cánh tay nè, đây là xương cánh tay nè, cái này là cái dai bên phải. Dùng cánh tay sau như nãy mình nói là chỉ có một cái động mạch ha, và một thần kinh, thì đó là động mạch gì? Động mạch cánh tay sau và thần kinh quay. Thì hai cái thành phần này nó đều khi nó đi ra sao vậy, nó chui qua lỗ tam giác cánh tay tam đầu thì nó đi trong rãnh thần kinh quay của xương cánh tay, và nó đi sát cái xương. Do đó khi mà người ta gãy thân xương cánh tay á thì rất là dễ rồi tổn thương cái dây thần kinh quay, đúng không? Thì thần kinh quay là dây thần kinh làm nhiệm vụ gì? Vận động cho các cơ duỗi dùng cánh tay sau, đó là cơ
để duỗi cái cổ tay rất là nhiều cơ. Do đó khi người ta mà tổn thương kinh quay ấy, thì cái cổ tay người ta sẽ không có duỗi được, nó gây ra cái hiện tượng gọi là bàn tay rũ hay bàn tay rớt hay bàn tay cổ cò đó ha. Đây là cái lỗ tam giác và động mạch cánh tay sau, thần kinh quay nó đi sát xương. Các bạn chờ tôi chút xíu thôi. Rồi, đây là cái hình ảnh người ta vẽ cái thần kinh quay rồi ta xa cánh tay sâu ha, động mạch cánh tay sâu nha, sâu nông sâu chứ không phải là sâu nha. Rồi, tiếp tục vùng cẳng tay. Vùng cẳng tay là dưới nếp khuỷu ha, dưới nếp khuỷu đến cho đến cái nếp cổ tay, nếp xa nhất của cổ tay. Thì cẳng tay đó cũng có hai, nó có hai xương là xương quay và xương trụ. Giữa hai xương là cái màng giang cốt. Thì xương quay xương trụ và màng giang cốt sẽ là ranh giới để ngăn cách cái vùng cẳng tay trước và vùng cẳng tay sau. Thì vùng cẳng tay trước thì chúng ta cũng nói về cơ, thì các cơ vùng tay trước á là nó có 8 cơ mà nó xếp 3 lớp: lớp nông, lớp giữa và lớp sâu. Cái này thì chúng ta chỉ học, phải học thôi chứ bây giờ không có nói sao hết ha. Đó, ba lớp tôi sắp xếp rồi. Thì đặc điểm chung của các cái cơ vùng tay trước á, là nó sẽ bám ở mõm trên lầu cầu trong xương cánh tay gần hết. Thì động tác của nó là gấp 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 các ngón tay, gấp cái cổ tay và sắp cái bàn tay. Cho nên chúng ta sẽ thấy nè, có cơ sắp tròn nè, cơ sắp vuông nè ha. Không có cơ nào mà duỗi ở đây hết, không có cơ nào giãn ở đây, không có cơ nào ngửa ở đây cả, gấp thôi và sắp. Và vận động á, thì các cái cơ này nó do hai dây thần kinh vận động, đó là dây thần kinh giữa và dây thần kinh trụ. Thì dĩ nhiên nó sẽ chia ra chứ không phải là mà dây thần kinh nào cũng vận động cho tất cả các cơ. Chia ra thì chút nữa chúng ta sẽ nói. Các cái hình ảnh này chỉ minh họa cho các bạn học cho nó nhanh: cơ sắp tròn, cơ gấp cổ tay quay, cơ gân tay dài, cơ gấp tay trụ ha. Đó, cơ gấp tay quay nó đến xương phía phía xương quay nè, cơ gấp tay trụ nó đến phía xương trụ nè, cơ gân tay dài nằm giữa nè, và đây là cơ gấp các ngón nông, nó có cái cung gân nè, cung gân nè. Rồi gấp ngón nông thì nó đến cái đốt giữa của ngón tay, và khi đến đốt giữa ngón tay nó chẻ ra làm hai, cho nên cái gân của cơ gấp ngón nông được gọi là gân chẻ hay là gân thủng. Thì đây là cái hình ảnh mà cái gân của cơ gấp ngón nông nó chẻ làm đôi, nó chẻ hai, mỗi cục gân nó chẻ hai, và cái gân cơ gấp ngón sâu nằm ở dưới nó chui qua cái chỗ chẻ đôi đó, cho nên gân cơ gấp ngón sâu được gọi là gân gân xuyên ha, gân cơ gấp nông là gân thủng đó ha, gân thủng là gân xuyên. Bây giờ mạch máu và thần kinh ở cẳng tay trước á thì nó có hai cái động mạch, đó là mạch quay và động mạch trụ.
Còn cái thần kinh ở vùng tay trước nó xuất hiện là có 3 dây là cái giữa, thần kinh giữa, thần kinh trụ và thần kinh quay. Nhưng thần kinh quay lúc này á, nó chỉ có nhánh nông nó đi ra trước, chẳng ra trước thôi. Tuy nhiên mà cái vai trò hay là cái chức năng á, vận động thì chỉ có thần kinh giữa, thần kinh trụ thôi. Còn thần kinh quay là chúng ta mô tả đây là cái đường đi của nó thôi, chứ nó không có vai trò gì ở vùng cẳng tay trước cả. Thì động mạch quay á, chúng ta nhớ là nó là một trong hai nhánh của động mạch cánh tay, hai nhánh tận, phải không? Thì nó đi như vậy, nó bị cái che cơ cánh tay quay. Ha, cơ cánh tay quay này chúng ta sẽ nói ở vùng cẳng tay sau, nó che đi. Cho nên cái cơ cánh tay quay này á, nó đi gần như là cái động mạch quay, nó đi gần như là rất là gần gũi ha với cái cơ cánh tay quay. Cho nên cái cơ cánh tay quay ta gọi là cơ tùy hành của động mạch quay. Thì cái cơ cái động mạch quay nó đi, chú ý là đi trước cơ sáp tròn, là chúng ta thấy nó xuất hiện ở phía trước cơ sáp tròn, là nghĩa là nó nông hơn cơ sáp tròn và đi trước cái cung gân cơ gấp con nông. Cái cung gân cơ này chúng ta chỉ rồi đó. Và so với thần kinh quay thì nó đi phía trong nhánh nông của thần kinh quay, xuống cổ tay thì đi vô hõm lào. Nó cho những cái nhánh như thế này, và đặc biệt là nó cho một nhánh rất là lớn để nuôi, để cấp máu cho cái ngón cái, đó là động mạch ngón cái chính. Sau đó thì nó mới hợp với lại cái nhánh gang tay sâu của động mạch trụ. Cái cuối cùng á, nó xuống bàn tay đó, thì nó hợp với nhánh gang tay sâu sâu của động mạch trụ để nó tạo thành cung gang tay sâu, là cung động mạch gang tay nhưng mà nằm sâu, nên gọi là cung gang tay sâu. Động mạch trụ thì cũng là cái nhánh của động mạch quay, nhưng mà nó khác cái chỗ á, là nó sâu hơn động mạch quay, và ngay chỗ xuất phát á, nó nằm sâu động mạch quay, và ngay chỗ xuất phát thì nó có đường kính lớn hơn động mạch quay. Thì nãy chúng ta thấy là động mạch quay á, thì nằm đi phía trước cái cơ gấp cơ sáp tròn và cung gân cơ gấp các con nông, đúng không? Nhưng mà động mạch trụ thì khác, là đi sau cơ sáp tròn và đi sau cung gân cơ gấp con nông. Do đó như vậy rõ ràng là động mạch trụ nó sâu hơn động mạch quay ha. Cái động mạch quay hồi nãy nó đi song song với nhánh nông thần kinh quay và đi phía trong, đi phía trong cái nhánh nông thần kinh quay. Nhưng cái động mạch trụ thì đi song song với thần kinh trụ nhưng đi phía ngoài dây thần kinh trụ. Và cái cơ tùy hành của động mạch quay là cơ cánh tay quay, còn cơ tùy hành của động mạch trụ là cơ gấp cổ tay trụ. Cơ tùy hành là cái cơ mà đi gần, là thành cái động mạch nó đi gần như song song với cơ đó đó, à, đi cùng với cơ đó thì gọi là cơ tùy hành. Và các cái nhánh của nó thì cũng giống giống như cái động mạch quay, nhưng khác cái chỗ là nó cho một cái động mạch mà động mạch quay không có, đó là động mạch giang cốt, là động mạch nằm giữa hai xương. Thì động mạch giang cốt này đầu tiên nó mới xuất hiện, người ta gọi nó là động mạch giang cốt chung. Rồi xong nó chia hai nhánh, một nhánh đi phía trước cái màng giang cốt và nhánh đi phía sau màng giang cốt. Chính cái nhánh đi phía sau màng giang cốt á, gọi là động mạch giang cốt sau đó. Chính cái nhánh đó mới là cái nhánh để cấp máu cho các cơ vùng cẳng tay sau. Chứ rõ ràng chúng ta thấy động mạch cánh tay khi đi xuống nếp khuỷu thì nó chia hai nhánh là mạch quay và mạch trụ rồi. Nó đi phía trước cẳng tay không à, vậy đâu có máu đâu mà cấp máu cho phía sau, thì nhờ động mạch giang cốt ra phía sau. Ừ. Thì cuối cùng nếu như động mạch quay hồi nãy chúng ta thấy là nó cùng với lại nhánh gang tay sâu mạch trụ để hình thành cung gang tay sâu, thì ngược lại động mạch trụ của chúng ta lại cùng với một cái nhánh của động mạch quay, đó là nhánh gang tay nông, để hình thành cái cung gang tay nông của động mạch của bàn tay. Như vậy thì động mạch trụ thì tạo thành cung gang tay nông, động mạch quay thì tạo thành cung gang tay sâu. Nha. Đó là cái sự so sánh giữa động mạch quay và động mạch trụ. Thì đây là cái chỗ xuất phát nè, chúng ta thấy động mạch trụ ở động mạch quay nè. Đây là cơ sáp tròn đây. Như vậy thì động mạch quay nằm rất là nông, nằm phía trước cơ sáp tròn, trong khi động mạch trụ nó chui ra phía sau cơ sáp tròn. Đúng không? Ra phía sau cơ sáp tròn. Và động mạch trụ đây
À, tạo thành cái cung gân tay nông nè, là nó muốn cơ tạo thành cung nó phải kết hợp với gân tay nông của đột quay. Bây giờ thần kinh thì hai ở thần kinh ở mặt trước cánh tay nó có ba dây, là dây thần kinh giữa, thần kinh trụ, thần kinh nhánh nông, kinh quay ha. Thì thần kinh trụ là dây thần kinh nãy chúng ta nói rồi sơ rồi, ở vùng cánh tay chúng ta nói, vùng nách chúng ta nói, nó rồi nó là nó từ bó trong ha, đây là đường đi của nó, đây đi đường đi, và nó đi xuống cổ tay, đi phía trước mặt giữ gân gấp là đi nông hơn cái mạc này ha, cho nên nó lọt ra ngoài ống cổ tay, nó không chui giống cổ tay. Và cái vai trò của nó chúng ta nhớ là ở cẳng tay trước nó có 8 cơ, thì cái động mạch trụ nó chi phối, nó vận động cho một cơ rưỡi, đó là cơ gấp của tay trụ, và một nửa là nửa phía trong, cơ gấp cái ngón sau. Nó về thần kinh trụ chỉ cho vận động cho một cơ rưỡi thôi, là cơ gấp tay trụ và nửa trong cơ gấp các ngón sau. Bây giờ đến thần kinh thứ hai là thần kinh giữa. Thần kinh giữa thì nó có hai rễ, đúng không? Rễ ngoài, rễ trong, một rễ từ bó ngoài, rễ từ bó trong. Nó đi ngay giữa cái cẳng tay cho nên người ta gọi nó là kinh giữa. Và khi xuống cổ tay chúng ta nhớ là nó khác thần trụ, nó đi phía sau mặt giữ gân gấp, có nghĩa là nó chui vô cái ống cổ tay. Ống cổ tay là cái ống mà được hình thành từ cái mặt giữ gân gấp với lại cái sát xương cổ tay. Thì cái dây thần kinh giữa nó chui vô ra phía sau, tức là nó lọt vô cái ống. Do đó khi mà cái ống cái xưa cái mạc này nó dày lên, nó sơ nó dày lên đó, thì nó làm cho ống cổ tay nó hẹp lại đó, thì nó sẽ chèn vô dây thần kinh giữa và nó tạo gây tổn thương thần kinh giữa, nó có thể gây tê các ngón tay, mà những cái phần mà thần kinh giữa nó chi phối cảm giác ha. Và nó vận động á, thì thần kinh giữa có vai trò nó khác thần kinh trụ. Thường chúng ta có 8 cơ thì một cơ rưỡi là cơ gấp cổ tay trụ và nửa trong cơ gấp ngón sau là do thần kinh trụ vận động, còn lại là nửa ngoài cơ gấp ngón sau và tất cả các cơ kia còn lại là đều do thần kinh giữa vận động. Về dùng cẳng tay trước thì cơ do thần kinh giữa là chủ yếu. Đây là thần kinh trụ, nó ai giờ mà rảnh thần kinh trụ nè. Đó, nó đi xuống và nó lại để đi ra phía trước. Và đây là các bạn thấy cái ống cổ tay thì cái thần kinh trụ nó đi ra phía trước mặt giữ gân gấp mạc này. Trong khi thần kinh giữa thì khác, nó đi chui vô. À, do đó nếu mà ống cổ tay đó mà bị tổn thương rồi họ hội chứng ống cổ tay đó, thì ai ai mà làm bên chỉnh hình thần kinh thì biết rồi, nó sẽ do thần kinh giữa nó chi phối nè, thì cái cảm giác ngón cái, ngón trỏ, ngón giữa và nửa trong của cái ngón áp út, nửa ngoài ngón áp út là nó sẽ bị tê. Cái hình màu vàng này nè, phần màu vàng này sẽ bị ảnh hưởng nếu mà có hội chứng ống cổ tay xảy ra. Còn cái màu xanh xanh tím tím này là thần kinh trụ. Thường á, người ta ống cổ tay là người ta không có tổn thương thần kinh trụ, do đó ngón út này không có bị tê. Đúng không? Bây giờ ở vùng cánh tay trước nó có cái thần kinh quay á, mà là chỉ nhánh nông thôi. Thần kinh quay đó khi nó đến cái rãnh nhị đầu ngoài á, tức là ngay chỗ cái vùng khuỷu đó, thì nó chia hai nhánh, là nhánh nông ra phía trước thì nó không làm gì cả, nó đi phía trước thôi không làm gì cả ha, và nó đi song song, gần như song song với động mạch quay. Còn cái nhánh mà ra phía sau là nhánh sau, nó ra vùng cẳng tay sau, thì lúc đó nó vận động cho các cơ vùng cẳng tay sau, và dây thần kinh này lúc này người ta gọi nó là thần kinh giang cốt sau. Như vậy thì ở mặt trước cẳng tay chỉ có cái nhánh nông của thần kinh quay đi thôi và không có làm cái vai trò gì hết, không có chức năng gì ở vùng cẳng tay hết. Đây là nhánh nông thần kinh quay nè, đây là cái khuỷu nè phía trước. À, đó, thần kinh nhánh nông thần kinh quay nó ra phía trước, còn nhánh sau thì nó ra phía sau, nó vận động các cơ. Bây giờ nói đến dùng cẳng tay sau. Ê, cha, mặc dù rất là mệt nhưng mà điều dạy online thì nói rất là nói liên tục rất là mệt, nhưng mà cũng phải ráng, tại vì cho các bạn mà chuẩn bị thi chuyên khoa một là các bạn còn chiều còn làm phòng mạch rồi nữa không, nói dạy nha. Chừng nào mệt thì nghỉ giải lao. Dùng cánh tay sau thì chúng ta cũng nói về cơ mạch máu và thần kinh, thì khác với các cơ dùng tay trước, cơ cánh tay sau người ta chia có hai lớp thôi, là lớp nông và lớp sâu.
nó tới 12 cơ mà chia lớp nông lớp sau. Tuy nhiên cái lớp nông nó lại tách ra hai nhóm là nhóm ngoài và nhóm sau. Và đây là các cái cơ nhóm ngoài, các cơ nhóm sau. Và đây là các cơ thuộc lớp sau. Đó. Thì nếu như các cơ dùng tay trước là bám mỏm mỏm trên lò cầu trong là chủ yếu, thì các cơ dùng cánh tay sau ngược lại bám mỏm mỏm trên lò cầu ngoài. Nếu như các cơ dùng tay trước chúng ta chỉ thấy là động tác gấp và sắp, thì ở đây chúng ta sẽ thấy duỗi và ngửa. Ngoài ra còn có thêm cơ dạng ha, cơ dạng cái chúng ta có chức năng dạng ra đó nha, thấy không? Như vậy thì nó có sự đối nghịch các cơ dùng tay sau. Còn thần kinh mà chi phối cho cơ dùng tay sau á, mặc dù rất là nhiều cơ nhưng chỉ có một dây thần kinh chi phối thôi, đó là thần kinh quay. Thì các cái cơ này khi nó còn nằm ở trên cao á, nó bám ở tuốt trên cao gần xương cánh tay lận, cho đến lúc này dây thần kinh quay nó chưa có chia làm hai nhánh, nhánh nông nhánh sau, thì toàn bộ cái dây thần kinh quay nó chi phối cho các cơ này. Nhưng mà khi xuống dưới, dây thần kinh quay đi xuống dưới nó chia thành nhánh nông và nhánh sau, thì nhánh nông nó ra phía trước như nãy mình mới mô tả, còn lại nhánh sau nó tiếp tục đi dùng cánh tay sau và nó chi phối tất cả các cơ còn lại dùng cánh tay sau, tất cả các cơ còn lại. Như vậy thì nói tóm lại là các cơ của dùng cẳng tay sau chỉ do một là dây thần kinh quay chi phối, hai là nhánh sâu của thần kinh quay còn có tên là thần kinh giang cốt sau. Vậy nói tóm là một điều có thể nói là thần kinh quay là chi phối tất cả các cơ dùng cẳng tay sau, đúng không? Trong đó thì cái tên gọi có lúc khác, ban đầu là thần kinh quay rồi, nhưng mà xuống dưới nó chia làm hai nhánh, thì nhánh nông và nhánh sâu, thì nhánh sâu lúc này ta gọi nó là thần kinh giang cốt sau, thì cũng chính là nó thôi. À, tóm lại là chỉ là thần kinh quay vận động các cơ dùng cẳng tay sau. Và tên của cái cơ này thì cơ cơ nào thuộc nhóm nào thì buộc lòng chúng ta phải học bài mà thôi, không còn cách nào khác ha. Tôi không có thể nào mà lớp giúp được cho các bạn cái chuyện này. Dùng nó là sao thì có chỉ có một cái động mạch, đó là mạch giang cốt sau. Mà nãy mình nói động mạch giang cốt sau chính là động mạch giang cốt chung, nó tách ra hai nhánh, nhánh giang cốt trước và nhánh giang cốt sau. Động mạch giang cốt sau, động mạch giang cốt trước là từ động mạch giang cốt chung, và đều là của động mạch giang, mạch giang cốt chung mới là của động mạch trụ. Còn thần kinh thì chỉ có một dây thôi nè, là nhánh sâu của thần kinh quay, hay là có tên là thần kinh giang cốt sau, rất đơn giản. Rồi đó là bài chi trên. À, các bạn nhắn cái gì đây bây giờ, cho chúng ta nghỉ 5 phút để tôi ấy tiếp up tiếp cái bài